Mình xin chào mọi người nha. Đây là video tiếp theo của mình nhé mọi người. Bây giờ hôm nay thì mình hướng dẫn làm tẩu mọi người ơi, tẩu thuốc lao. Đây, mình làm từ muỗng này mọi người ơi. Muỗng này thì mình rèn cho móng mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Bây giờ thì mình rèn cho móng mọi người ơi. Đây. Mình rèn rất là mong luôn mọi người. Đây, quả là mong luôn. Đấy. Mong như này thì mình làm tẩu thì rất là dễ luôn mọi người. Đấy. Đây. Đây mọi người, thần tẩu thuốc lao thì mình làm từ gỗ hương mọi người. Đây. Đây là gỗ hương mọi người. Nhưng mà bộ của mình cắt một nửa rồi mọi người. Đây. Bây giờ thì mình che cho nhỏ mọi người. Mình đã làm nhỏ rồi mọi người. Đây, chừng này là mình làm tẩu thì rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Bộ của mình thì đang đong cửa chuồng dê mọi người. Ở đằng sau mình mọi người. Điều thì mình đã làm xong rồi mọi người ơi. Đây. Chỉ cần mình làm mìn là xong rồi mọi người ơi. Đây. Tẩu thuốc lao thì mình đã làm mìn xong rồi mọi người ơi. Đây. Cái thân của hắn thì mình đã làm mìn rồi. Nhìn ra đẹp luôn mọi người. Đây mọi người, bộ của mình thì đang làm điệu nhỏ mọi người. Điệu nhỏ, còn mình thì mình làm điệu to hơn mọi người. Đây. Cái lỗ bên này thì mình đã vá xong rồi mọi người ơi. Mọi người cứ cắt như này nhé mọi người ơi. Đây, giống như mình cắt đây mọi người.
Mình có đo dưa như này. Mình đã cắt xong rồi mọi người. Mọi người cứ lấy tràn như này nha mọi người. Rồi mọi người cứ chạy như này. Rồi mọi người cứ uốn cong như này mọi người. Cho khớp với tấu mọi người. Đây. Đây mọi người cứ cho vào như này mọi người. Đây sát với đầu mình cắt luôn mọi người. Hai bên này đều sát hết luôn. Đây mọi người, mình đã cắt xong rồi mọi người. Thank you.
Đấy mọi người, thuốc lào của mình thì mình đã làm xong rồi mọi người. Đây, nhìn ra đẹp luôn mọi người. Còn phần bên này thì mình không làm nữa mọi người ơi. Phần bên này thì mình họ tự kiếm mọi người ơi. Đây, chừng này là xong mọi người. Đây là tẩu thuốc lào dân tộc mọi người. Rất là đẹp luôn. Rồi nhé mọi người, nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới. Rồi, bye bye mọi người.